Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thì mình là NTG Liên Quân đây. Hôm nay sau bản cập nhật mùa thứ 24 của Liên Quân thì Liên Quân đã cho ra mắt chính thức vị tướng Terry, một vị tướng xạ thủ có tên là Song Luân Xạ Thủ. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua về kỹ năng của vị tướng này. Với chiêu 1 có tên là Quang Minh Luân, chiêu thức này thì chủ yếu sẽ làm chậm tướng địch. Còn với nội tại của vị tướng Terry thì sẽ liên quan mật thiết đến chiêu 2. Anh em để ý nha, là mỗi khi mình lia cái chiêu 2 thì anh em để ý là tầm chiêu nó rất là dài. Nếu mà có hai đối thủ trở lên, đó thì gần như là những cái lần lia của vị tướng Terry sẽ là không bị mất nội tại. Đó, lia rất là sướng và gần như là cái quãng lia nó cũng rất là xa. Còn bây giờ thì mình cũng sẽ đổi cái hướng lia của vị tướng Terry này nha, để cho anh em thấy là khi chúng ta đổi hướng thì chiêu 2 lại rất là ngắn. Nó gần như là nó chỉ là một cái khoảng trước mặt thôi. Nhưng khi có từ hai kẻ địch trở lên thì tầm lia của vị tướng Terry nó trở lên rất là xa, thậm chí nó có thể với ra được đằng sau. Đó, một khoảng cách rất là dài. Và đối thủ ở đây thì có thể tính là quái rừng, là trụ, là lính, là tướng nha anh em. Cuối cùng đến với chiêu cuối Liên Hoàn Luân. Chiêu thức này thì nó sẽ quay trở lại với vị tướng Terry, cũng giống như một cái chiêu thức nâng cấp cao của cái chiêu thức bướm ảo của vị tướng Galaxy. Nếu mà anh em gây sát thương một tướng địch rồi thì ngay lập tức cái Liên Hoàn Luân này sẽ quay trở lại. Còn nếu mà không gây được sát thương thì nó sẽ bay đến cuối map và quay trở lại với Terry sau khoảng 5 giây hoặc đến 3 giây tùy theo cái khoảng cách mà anh em bắn. Tiếp đến là lối trang bị phù hiệu bảng ngọc cho vị tướng Terry thì mình sẽ để trên màn hình nha anh em. Lưu ý ở đây đó chính là về phần ngọc đỏ. Ở ngọc đỏ chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là ngọc sát thương chí mạng 3,6%, hoặc thứ hai sẽ là ngọc tốc đánh 1,6% cho vị tướng Terry. Thì theo cá nhân mình sẽ là một bảng ngọc mạnh nhất cho vị tướng này. Đến với trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chơi Terry theo một phong cách là Terry đi rừng. Thực chất thì mình định là Terry đi đường cơ anh em, nhưng mà team thì cũng không ai biết đi rừng, thế nên chúng ta lại đành phải đi rừng cho vị tướng này. Và lối trang bị cho vị tướng Terry đi rừng thì mình cũng sẽ để đầu clip nha anh em. Với lối trang bị thứ nhất là đi rừng, lối trang bị thứ hai là lối trang bị cho những trận đấu bình thường, và lối trang bị thứ ba là cho những trận đấu mà tướng địch có quá là nhiều vị tướng châu bò. Đầu tiên thì chắc cũng sẽ là ra bú liếm nhẹ một cái tên lính mít của vị tướng Tolen. Đó, mặc dù chúng ta ăn lính như thế này nhưng mà Tolen không hề thọt nha anh em. Nó chúng ta cũng xanh mà Tolen cũng lên được level 2 và gần như là không ai bị thọt cả. Và thậm chí là mình còn đang hơn so với rừng địch một cái khoảng level nhất định. Đó, và mình cũng mong rằng đây sẽ một cái lối chơi đi rừng mà anh em áp dụng nhiều, giúp cho cái thế lăn cầu tuyết khi chúng ta chơi nó sẽ được tăng cường hơn. Đó, và nếu mà bị thua thiệt nha thì mình nghĩ là cũng chỉ thua thiệt về khoảng tầm 5 giây đến cùng lắm là 6 giây so với rừng tướng địch. Tại vì rừng tướng địch đầu trận thì sẽ farm bùa luôn, còn chúng ta thì cũng sẽ phải mất một khoảng thời gian nhẹ nhẹ khi chúng ta đảo qua mid để chúng ta ăn lính. Quay lại với cái chất tướng Terry thì trong cái clip này chúng ta cũng sẽ bàn sơ qua một tí về những cái số điểm cần lưu ý khi anh em chơi vị tướng này. Cái điều đầu tiên mà chúng ta có thể thấy được nha và đánh giá được, đây là một cái vị tướng xạ thủ rất là mạnh ở trong những cái pha có mắt tổng. Chỉ cần tướng địch đi chung từ hai người thôi là gần như Terry bắn nó sẽ rất là khỏe, và thậm chí là đi từ 5 người trở lên hoặc là một người đi kèm theo khoảng 2 đến 3 con lính thì Terry có thể phát huy được tất cả sức mạnh của vị tướng này. Nó hoặc là những cái pha như thế này nha anh em nhé. Đó, bây giờ mình sẽ căn một tí đó anh em thấy chưa, farm kép rất là nhanh, farm cùng một lúc hai con quái rừng. Nói chung là càng nhiều người thì cái khả năng farm và khả năng gây sát thương của vị tướng Terry nó sẽ càng mạnh. Đó, còn về cái điểm mạnh thứ hai là cái chiêu cuối của vị tướng Terry này thì nó có khả năng kết toàn bản đồ. Đó, kết thứ nhất là về cái khoản mạng, và thứ hai là có thể giúp cho Terry nhận những cái điểm hỗ trợ nhanh nhất có thể, giúp cho cái vị tướng này có khả năng tăng tiến sức mạnh được tốt hơn. Đó là những cái điểm mạnh chính mà chúng ta có thể thấy được ở vị tướng Terry. Còn về mặt điểm yếu của vị tướng Terry này thì theo cá nhân mình sẽ là một cái vị tướng không có cơ động. Đó, anh em để ý thì chiêu mạnh thì mạnh thật, nhưng về khả năng cơ động thì mình không đánh giá cao vị tướng Terry. Đó, pha này thì bị bắt vào đến từ Nakroth rồi, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chạy được và thậm chí là outplay ngược lại với vị tướng Nakroth. Một mạng đầu tiên dành cho mình trong trận đấu này và bắn ra Liên Hoàn Luân, lấy thêm một cái điểm hỗ trợ nữa đến từ vị tướng Frentino. Đó, nói chung là ở trong giai đoạn đầu trận thì cũng không có quá là nhiều khó khăn đối với vị tướng Terry, kể cả anh em đi đường hay đi rừng. Nếu mà đi đường thì cái tốc độ farm lính của vị tướng này thì nó cũng vô cùng là mắc binh. Chỉ cần ba con lính đi chung với nhau, anh em đứng thẳng hàng, anh em lia một phát chiêu 2 là gần như chỉ cần 2 đến 3 giây là chúng ta sẽ ăn xong một đám lính rất là nhanh. Cuối cùng đến với cái điểm mạnh thứ ba mà theo cá nhân mình nhận thấy được sau khi mình chơi con Terry này, thì đây là một cái vị tướng xạ thủ mặc dù là không cơ động nha, nhưng lại có một cái khả năng check map. Có nghĩa là sẽ tiên đoán được ở cái bụi đấy là có tướng địch hay không, để chúng ta có thể đưa ra những quyết định lao vào tấn công hay là chạy về để phòng thủ. Chúng ta sẽ bắn cái chiêu cuối Liên Hoàn Luân với cái bụi mà anh em nghi ngờ,
Nếu mà trong đấy không có người thì cái chiêu cuối liên hoàn luân sẽ bay đến cuối map và sau đó tự động quay trở lại với vị tướng Terry. Còn trong bụi đấy nếu mà có người nhỉ, thì cái chiêu cuối này nó sẽ tự động quay trở lại ngay từ cái lúc mà nó va chạm với cái bụi. Đó, anh em cũng có thể là tiên lượng được trước là trong đấy có bao nhiêu người và tầm nào đó để chúng ta có thể biết và thông báo cho team. Nhưng những cái pha check map như thế thì mình nghĩ là anh em cũng nên áp dụng ở giai đoạn cuối trận thôi. Chứ còn ở giai đoạn đầu trận thì chúng ta cũng không nhất thiết là phải dùng cái chiêu cuối để check map. Tại vì chiêu cuối này thì theo cá nhân mình nó cũng có rất là nhiều tác dụng. Đó như lại chúng ta cũng đã bàn, tăng tiền, ăn mạng và hỗ trợ từ xa rất là tốt. Trong cái trận đấu này thì từ lễ đến giờ là chúng ta cũng đang farm rất là cháy máy rồi. Farm liên tục và combat thì cũng không được bao nhiêu. Và mình nghĩ là chắc cũng sẽ đợi thêm một khoảng tầm thời gian nhất định nữa. Khi chúng ta đã có những cái món đồ thì mình nghĩ là chúng ta sẽ combat khỏe với cái vị tướng Cherry này. Đó, cái vị tướng này thì mình cũng chưa chơi ở cửa phế bao giờ. Dạo này thì cũng đánh ở server thử nghiệm, thế nên là gần như game nó cũng không quá là khó anh em. Thế nên là chúng ta đang chơi ở một cái cửa gọi là cửa thắng. Không biết là khi chơi ở cửa thua thì đêm của vị tướng Cherry liệu rằng có đáng sợ hay không. Và đây thì như là Nakroth đang bị AFK nha anh em. Rồi, Floor thì múa cũng rất là khét. Và Song Luân thì quay trở lại kịp thời ăn được vị tướng Floor. Đó, rất là may mắn. Chứ thí dụ pha đấy mà Song Luân nó về muộn một tí thôi, chắc là chúng ta đã lên bảng điểm số rồi. Nãy chúng ta đã bàn sơ qua một tí về cái tổng quan chiêu của vị tướng Cherry. Đó, cách chơi cơ bản. Còn bây giờ chúng ta cũng sẽ đến với cách combo cho vị tướng Cherry. Làm sao để hiệu quả và làm sao để hợp lý nhất. Đầu tiên nha, trước khi một cái pha combat xảy ra thì theo cá nhân mình chúng ta cũng sẽ phải áng chừng. Nó áng chừng xem là tướng địch đi bao nhiêu người, một cái yếu tố rất là quan trọng. Anh em chỉ cần áng chừng được thôi là chúng ta chơi Cherry nó sẽ rất là khỏe. Áng chừng thứ nhất là tướng địch có bao nhiêu người, và thứ hai là nó cái hướng người ta gọi là hướng đứng quân nó như thế nào. Thí dụ mà mỗi người đứng một hướng nó lại không đứng chồng lên nhau thì Terry nó lại rất là phế. Đó, Terry muốn mạnh thì tướng địch nó sẽ phải xếp thành một hàng, có nghĩa là thằng đứng trước thằng đứng sau, thì cái chiêu hai của Terry sẽ phát huy sức mạnh rất là tốt. Đây, thí dụ như tên lính này nha anh em. Đó, nó đứng như thế này thì chúng ta farm rất là tốt. Đó, cứ thẳng hàng nhau mà bắn thôi. Nhưng nếu tướng địch lại đi ba người lại không thẳng hàng nhau thì chúng ta lại phải di chuyển làm sao để khiến cho ba người đấy nó phải di chuyển thẳng hàng. Ví dụ những cái tình huống giao tranh như thế này thì rất là đơn giản thôi, bật chiêu 1 sau đó bật chiêu 2 chúng ta bắn thường liên tục. Đó, rất là dễ dàng. Nhưng thật ra pha đấy thì nó cũng không quá là đẹp về cái mặt người ta gọi là mặt địa hình và mặt tướng địch nó xếp trận. Hay chính xác là mặt về thế nha anh em. Đó, đẹp nhất sẽ là những cái pha tướng địch nó đi chung, nó đi sát vào nhau. Nó thì gần như là chúng ta ném chiêu 2 nó sẽ được mắc ping. Chiêu 2 này thì nó sẽ có cơ chế, đó chính là chúng ta khi kích hoạt Terry sẽ có 6 điểm nội tại. Và tương đương với 6 điểm nội tại này thì sẽ là 6 lần ném của vị tướng Terry. Nhưng nếu tướng địch đi chung với nhau thì nó sẽ được tối ưu hơn. Có nghĩa là chúng ta sẽ ném được khoảng 12 lần, gấp đôi so với 6 lần bình thường. Nhưng điều kiện ở đây đó chính là tướng địch phải đi chung hoặc là phải đứng thẳng hàng với nhau. Làm sao để cho những cái lần lia của vị tướng Cherry có thể xuyên qua được mục tiêu, nó thì nó mới được tính người ta gọi là một cái lần nội tại. Đó, pha này thì chắc là ném được đấy anh em, tại vì mình thấy là có trụ đằng sau. Chúng ta có thể tận dụng luôn cái trụ này làm một cái điểm tựa để chúng ta tấn công Frentino. Và bây giờ thì mình cũng đã đang rất là xanh rồi. Nakroth thì như anh chàng này AFK thật. Nó cứ đến gặp mình và là đứng im thôi. Cũng có khả năng là anh bạn này là người nước ngoài, nó thế lên đánh ở cái server thử nghiệm này thì nhiều nước lắm anh em. Trận này vớ vẩn là 9 ông Việt Nam mà một ông nước ngoài thì chắc chắn cái ông nước ngoài mạng nó sẽ rất là lag rồi. Bây giờ chắc đẩy lên là chúng ta cũng win được luôn cái trận đấu này. Mình thấy là bây giờ cái cửa bật của team địch nó cũng rất là bé. À đây đây đây, ở đây thì một cái pha nữa mà mình cũng lưu ý cho anh em nha. Anh em để ý là những cái pha như thế này chẳng hạn, nó lính nó ra ở cạnh trụ, anh em có thể tận dụng chiêu 2 để tấn công vào trụ mà không cần phải bị trụ nó bắn. Nó cũng kiểu như là một cái chiêu thức rỉa tầm xa, giống như là John hay là vị tướng xeo nát, cũng rất là có lợi. Đó, anh em biết chưa, tướng địch nó chỉ cần chạy mé mé ở đây thôi là ăn chiêu, vừa mất máu và trụ nó cũng sẽ bị bào mòn. Đến cái tầm này chắc chúng ta cân 2 cũng là thoải mái rồi. Đó, team bạn có muốn cân mình hay không mà thôi. Chứ hiện tại thì chúng ta cũng đang rất là xanh với con bài Terry. Và như mọi lần thôi, nếu cách chơi cách đánh chúng ta cũng chia sẻ luôn cách khắc chế của vị tướng Cherry. Để khắc chế được vị tướng này thì theo cá nhân mình chúng ta chỉ cần sử dụng con bài sát thủ cơ động, đó lao vào bắt Cherry là được. Bởi vì để có thể bắt được cái vị tướng Cherry này cũng không phải là quá khó. Bởi vì cái chất tướng Cherry nó không phải là một cái chất tướng cơ động, đó chúng ta hoàn toàn có thể bắt được. Và một lưu ý nữa là khi nếu mà Cherry bật chiêu 2 lên ấy thì chúng ta cũng hạn chế đi chung nha. Nó đi chung nhưng mà phải xếp hàng ngang chứ đừng xếp hàng dọc. Xếp hàng dọc thì khả năng ăn hành nó cũng sẽ rất là cao.
Rồi, và clip của mình về vị tướng Cherry trong mùa thứ 24 thì đến đây cũng là kết thúc rồi nha anh em. Và nếu anh em nào thấy hay mong anh em để lại mình một like đăng ký kênh, có thể ủng hộ mình tiếp tục làm cho khác hơn nhé. Và lại tất cả anh em ở trong video lần sau. Bye bye.